tin Quỹ ban truyền thông. Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước chia sẻ sứ điệp truyền thông và vấn đề bản quyền. Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đặc trách Quỹ ban truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 2015 đến nay và đây là nhiệm kỳ thứ hai của Ngài. Để chuẩn bị cho ngày quốc tế truyền thông năm 2021 lễ Chúa Thăng Thiên, Đức cha Du đã có buổi trò chuyện, chia sẻ sứ điệp truyền thông năm 2021 và vấn đề bản quyền. Như chúng ta cũng biết là kinh nghiệm uh, dân gian cho thấy rằng trăm nghe cũng bằng một lần thấy. Và qua cái sứ điệp lần này, Đức Thánh Cha Francisco như cũng muốn ứng dụng cái kinh nghiệm này trong cái sứ điệp uh, truyền thông năm 2021. người truyền thông phải là người thấy À, thấy trong một ý nghĩa rất là sâu xa, à, phong phú nghĩa là cái người truyền thông phải nắm chắc chắn và vững vàng à, thứ nhất là về những sự kiện xảy ra mà mình muốn nói đến à, với ý thức về tính chân thực và tinh thần trách nhiệm khi thông truyền cái sự kiện cái thứ hai là người truyền thông phải nắm chắc chắn và vững vàng về con người trong thực tại của họ với sự gần gũi lắng nghe thấu hiểu cảm thông và yêu thương và người truyền thông cũng cần phải nắm chắc chắn và vững vàng về cái nội dung sâu sắc của chân lý tin mừng với một sự hiểu biết đúng đắn gắn liền với những kinh nghiệm cụ thể trong cuộc sống và cả trong cái sứ điệp mà người truyền thông muốn thông truyền đó người truyền thông cũng phải nắm chắc chắn và vững vàng với những kinh nghiệm bản thân và niềm xác tín của mình như những chứng nhân sống động có sức thuyết phục cao. Dạ vâng. À, vậy theo đức cha thì chủ đề hãy đến mà xem có liên quan gì đến một vấn đề rất nóng bỏng hiện tại trong giới truyền thông đó là vấn đề bản quyền không đức cha? Vâng à, vấn đề bản quyền. Bản quyền nó là cái quyền sở hữu chủ trên tài sản trí tuệ của họ. Bản quyền bảo vệ các tác phẩm gốc của tác giả để có một tác phẩm truyền thông được diễn tả cách trung thực và sống động thì người ta đã phải rất vất vả để đi đến mà xem. Bản quyền phản ánh sự tôn trọng đối với những tác phẩm đầy giá trị ấy, phản ánh sự công bằng, tôn trọng tài sản, phẩm giá, tự do và năng lực phát triển của mình và của người khác. Người ta có bản quyền trên các bài viết, hình ảnh, audio, video của họ được đăng ở nhiều nơi, đặc biệt trên các trang web và mạng xã hội. Khi sử dụng các tác phẩm trên đây mà không có phép của tác giả là vi phạm bản quyền, là lỗi đức công bằng, là vi phạm tài sản, phẩm giá, tự do và năng lực phát triển của người khác. Việc xâm phạm bản quyền và những sản phẩm truyền thông thường xảy ra như thế nào thưa Đức Trang? Các tác phẩm của bạn trên Internet rất dễ bị ai đó chiếm dụng với những mục đích không có lành mạnh Vì thế phải cảnh giác để theo dõi các vi phạm có thể xảy ra và nhanh chóng báo vi phạm Trong lĩnh vực truyền thông công giáo, nhiều người đã lấy các tác phẩm ở các kênh công giáo chính thức làm thành của mình Viện cớ là để loan báo tin mừng, nhưng thực chất là để kiếm tiền khi họ xào nấu lại các tác phẩm của người khác rồi giật tiếp với những tựa đề không có trung thực nhằm câu view thu hút được nhiều người xem và đăng ký để thâu được nhiều tiền từ đó đưa đến một nguy cơ rất lớn khác đó là khi một kênh truyền thông không chính thức nhưng biết cách lấy các tác phẩm của các kênh công giáo chính thức để xào nấu câu view lôi kéo rất nhiều người vào xem kênh của họ họ sẽ nghiễm nhiên trở thành kênh chính thức trong thực tế. Như thế họ có thể lái hướng dư luận theo ý họ và lôi cuốn mọi người đi theo những quan điểm có khi là rất sai lệch của họ. Để tránh tệ nạn này xảy ra, Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có kế hoạch gì không thưa Đức Cha? À, về điều này thì trong cái phạm vi trách nhiệm của mình, Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kêu gọi mọi người hãy tôn trọng bản quyền luôn cố gắng có phép của tác giả khi sử dụng bất kỳ bài viết, hình ảnh, audio, video nào nếu nó không thuộc cái phạm vi cộng đồng. Và khi chúng ta phổ biến những tác phẩm có sự đồng ý của tác giả một cách trung thực với ý hướng tốt, ta sẽ góp phần rất nhiều cho việc truyền giáo và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc hội đồng giám mục cũng mời gọi các tín hữu hãy cảnh giác và biết phân định đối với những thông tin trên các trang mạng, đặc biệt là các trang mạng xã hội. À, khi thấy có nghi ngờ hay có những ảnh hưởng đến đức tin truyền thống thì hãy tìm hỏi những người có hiểu biết chuyên môn cũng như tìm cách đối chiếu cái thông tin đó trên các trang mạng chính thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và tới đây, Ủy ban Truyền thông xã hội trực thuộc Đồng giám mục Việt Nam cũng sẽ công bố các trang web và các trang mạng xã hội chính thức của các giáo phận cũng như các dòng tu à, tại Việt Nam để tránh những lầm lẫn đáng tiếc. Hãy đến mà xem là sứ điệp truyền thông xã hội của Đức Thánh cha Xì-cô gửi đến tất cả chúng ta, hưởng ứng sứ điệp và đáp lại lời mời gọi của Đức cha Giuse. Mỗi người công giáo chúng ta hãy là một nhà truyền thông chân chính, nhà truyền thông chân chính là người theo gương Chúa Giêsu Kitô đến ở lại loan truyền chân lý của thiên chúa chỉ có như vậy chúng ta mới có thể trở thành người thông truyền tin mừng tình thương của thiên chúa